Namaskaranu
Thầy Kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính mời sư. Xin chào lớp. Như vậy là cũng được 22 người ha. Thì cũng được rồi. Con kính lễ sư ạ. Rồi. Giờ hôm nay thì mình sẽ học tiếp cái bài số 11 cho hết, trả lời câu hỏi bài số 11. Rồi đọc đoạn văn số 11. Sau đó chúng ta sẽ học bài số 12 ha. Giờ phần trả lời câu hỏi trước. Được phần trả lời câu hỏi. Như câu số 1, người ta kêu mình đó là kể tên các nhân vật đồng sanh với thái tử Siddhartha. Có nhớ không? Có nhớ các nhân vật đồng sanh không? Kể thử nghe coi. Dạ nhớ. Rồi kể thử coi. Con dạ, chúa. Dạ 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 chúa. Dạ
chan a a tử ananda thần đại thần kalu đa dí người đánh xe chan á chan a thần hầm châu báu bảy là bốn hầm châu báu. Sao nghe gì ồn thế mà nghe không được gì chứ. Đức làm có công chúa Yasothara. Rồi hoàng tử Ananda. Ananda. Đại thần Kaluda Dí. Dạ Kaluda Dí. Người đàn xe chanh lá. Xe xa nà. Rồi ngược. Đúng hầm châu báu. Dạ. Rồi bốn hầm châu báu. Dạ. Cây đại thọ bồ đề. Cây đại thọ bồ đề. Đúng rồi. Bây giờ câu số 2. Câu số 2 ta hỏi đó là cho biết sự liên quan giữa Đức Bồ Tát với các nhân vật động sanh đó. Thì liên quan sao đây? Ai nói thử câu đó thôi. Người nói thôi. Nhiều người nói quá nói không nghe nó bị ổn. Ai nói câu này cả? Ai trả lời câu này? À, thưa sư, con xin trả lời ạ. Rồi. Dạ. À, công chúa Yasodhara là vợ của hoàng tử. Rồi. Dạ. À, người đánh xe. À, đại thần Kaludaji là người sẽ đón hoàng tử về thành Ca Tỳ La Vệ. Đại thần. Rồi. Dạ, đại thần. Rồi người đánh xe Sa Nạc và ngựa Tiền Trác là sẽ đưa thái tử đi đến cái cội đi xuất gia. Và cái cây đại thọ bồ đề thì thái tử sẽ đạt được cái bậc tăng giác trí tại cái dưới cây đại thọ bồ đề. Và còn bốn hầm châu báu thì là để con quên mất cái bốn hầm châu báu này là làm cái gì rồi sư? Là châu báu đó thì tài sản để cái thái tử nếu mà làm vua để sử dụng thôi. Dạ con cảm ơn. Mà không có làm vua cho nên đến khi ngài ra đi xuất gia bốn hầm châu báu nó cũng bị mất đi. Dạ dạ con cảm ơn sư ạ. À. Còn nữa con Ananda là thị giả của Phật. Dạ dạ còn ngài Ananda là sẽ trở thành thị giả của Đức Phật. Ừ, tới anh đá thì dạng của Đức Phật. Rồi bây giờ câu số 3. Câu số 3 là gạch dưới các dòng từ thì vị lai được sử dụng trong đoạn văn. Số 3 này muốn trả lời được thì phải đọc đoạn văn mới được. Bây giờ tí đọc đoạn văn ha. Câu số 4. Tìm mà gạch dưới các thằng từ chỉ nơi trốn trong đoạn văn. Câu số 3, số 4 này trong đoạn văn mới được. Câu số 5, xem phần ngữ vựng, chọn một động từ có hình thức tương tự như phát chấp tí và tập chia động từ đó ở thì vị lai. Cái này hôm trước thì mình học mình đã tập chia rồi, một loạt các động từ rồi. Giờ câu số 6, câu số 6 là hãy tập đặt câu với các trạng từ chỉ nơi chốn như là hít tha, e cá mạnh tăng, sắp phát thác. Tháng y tháng này tự tập đặt câu ra ha, tập đặt câu có cho các trạng từ này. Dùng trở lại phần là đọc đoạn văn, đoạn văn đấy gạch dưới các thì vị lai, các động từ ở thì vị lai với tìm gạch dưới các trạng từ chỉ nơi chốn. Đây mình có đoạn văn ở đoạn số 10, bài 11, nhưng đoạn văn ở bài số 10. Mình có xá cha tác, xá cha tô phúc hà lù. Rai chá của mà rì cha tê giá sô thá ra, rai chá của mà rì chá. Ananda, rai chá của mà rô chá. Kà lù đà dí nà má a mê chô chá. Chánh ná sà ra thi chá. Cành thá cá sô chá. Maha Bồ Thí Rúc Hồ Chác
chatasso ni thi cung phi yo cha tasmi di va se pi cha ta hi su i me sa ta sa cha ta nama hon ti sa ha cha te su ya so ta ra cha ku ma ri ta sa ra cha ma hi si thau vi sa ti chana sarathi cha kandakas căn thác cô nam ma a so cha vi ma na to pa pa cha ya ha năng tăng na di san ti bồ thi sát to ma ha bồ thi rúc ca sa hết ha an tân na pa vi to a ve sa kha pun na mi di va se sam ma sam bồ thi nhà năng pa pu ni sát ti pa tham mô ca lu đa di nama amayo bodhisattasa papuchitasa kalang kapilawatu narang agatang buddhang arathesati tathagato ethapi thamang desetoa tomahakang na nyatayo ariyaphalani papuna pesati ananda raja kumaropi Putthu Patthako Pavisati. Đó là phần đoạn văn. Giờ mình tìm trước tiên, tìm các động từ chỉ thị bị like trước tiên, rồi lát mình sẽ đọc đoạn văn sau ha. Mình có động từ gì ở thị bị like đây, tìm thử coi. Nát dít xa tí, thưa sư. Nát dít xa tí. Ná dí san tí. Ná dí san tí. Và sẽ đưa đi thưa sư. À, ná dí san tí. Phá quý sát tí nữa. Phá quý sát tí là sẽ trở thành. Sẽ trở thành. Pa pú dí sát tí. Pa pú dí sát tí là sẽ đạt được. Sẽ khiến đạt được. Pa pú dí sát tí. Đúng rồi. Dạ. Arate sát tí. Arate sát tí. Đúng là ra thế sát tí, hay quá. Papuna pe sát sát tí. Papuna pe sát tí. Dạ, phá quý sát tí, phá quý sát tí. Phá quý sát tí ở cuối câu. Đó là được các đồng từ chỉ xảy các đồng từ ở thì bị lai. Giờ mình tìm đồng từ chỉ này trốn qua có không? Có hê tha này. Thưa sư, có hết tha. Hết tha. Hết tha nằm ở đâu? Hết tha ở cái câu mà cái câu mà Maha Puri Rukkasa hết tha Atana câu ở dưới. Ở đây có chữ hết tha này. Bodhisattva Maha Puri Rukkasa hết tha Atana Pavitva. Đúng rồi. Cái chữ rồi vậy làm được hai tầng từ chỉ thời gian chỉ này chú. Rồi giờ tập đọc đồng văn ha. Bây giờ sẽ đọc lại lần nữa lớp giơ tay lên tập đọc. Sa ha cha to phúc văn lu Raja Kumari Chang Te Yasothara Raja Kumari Chang Ananda Raja Kumaro Chang Kaludayi Nama Amayo Chang Channa Sarathi Chang Kandakaso Chang Mahabhuti Rukho Chang Chataso Nithi Kumpiyo Chang Tasmi Divase Pichang Chata Ahesu Ime sata sa chanta nama honti sa cha te su ya sotara raja kumare tasa raja mahesi pavisati chana sarathi cha kandaka so kandako nama aso cha vimana to papacaya panang tang nayi santi bodhisattva maha bodhi rukha sahitha
Atana Pavito Visakapunami Divase Sama Sampo Ting Pabuni Sati Patamo Kaluda Yina Ma Majo Potisatasa Papuchitasa Kapila Vatuna Garang Angatang Putang Arate Sati Tathagato Ethapi Thamang De Setova Tomha Kanya Tayu Rai Chapala Arya Palani Pa Puna Pesati Ananda Raja Kumaro Pi Uthupatha Ko Pavisati. Rồi giờ giơ tay lên mỗi người đọc hai câu đi. Mỗi người đọc hai câu. Giơ tay lên đi. Các Khánh không biết có trên lớp học không ta? Dạ thưa Khánh đi làm chưa về sư ơi? Mời cô Phúc Chuyên đi, cô Phúc Chuyên mời lớp đọc kim sư. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Xá há cha tô bút gá lô ra chá cú ma rê cha tê Yasodhara Raja Kumari Cha Ananda Raja Kumaro Cha Kaludayi Nama Amakcho Cha Chana Sarathi Cha Kanthak Kasso Cha Maha Bodhirukho Cha Chatasso Nithikum Fiyo Cha Tasmin Divase Bi cha ta a he sung I me sat ta sa ha cha ta o cha ta na ma hon ti. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Nguyễn Hảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sa ha cha te su Yasodhara Raja Kumari Tassa Raja Mahesi Pha Visati Channa Sarathi Cha Kanthako Nama Aso Cha Vima Nato Papa Cha Ya Thanang Tang Na Yisanti Bodhisatto Ma Maha Bodhi Rukhasa Hetha Atana Phagweta Vesakha Punami Diwase Samma Sambodhi Nanang Nhanang Papunisati. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Sư con xin đọc ạ. Namo Kaludaji Kaludaji Nama Amakyo Bodhitasa Apuchitasa Watu Nagarang Agatang Uthang Arathe Sati Tathagato Ethapi Thamang Desetua Tumhakang Nyatayo Ariyapa Lani Papuna Pesati. Con xin hiểu dạ. Hết luôn đi, còn câu nữa hả? Dạ. Ananda Raja Kumaro Pi Uthu Patha Ko Pawisati. Con xin hiểu dạ. Rồi. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Saha Yato Putkalo Gajakhu Makre Yate Yasodak Raja Yakhu Makri Chak Ananda Grajakhu Marochak Kalu Kalu Yadi Nama Amacho Chak Chanaksa Grati Chak Kantat Aso Chak Mahaputit Yutho Chak Chattaso Bikutkum Bikyo Chak Tasmin Dikwase Bikyata Ahesum Isme Sata Sahak Yata Nama Honti. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc.
Saha Chateshu Yashodhara Rajakumari Tassa Raja Maheshi Bhavisati Chanasarati Cha Kantako Nama Asocha Vimanato Papa Chacha Thanang Tang Nayisanti Potisato Mahabohi Rukhasasa Hatha Atana Ba Vetoa Vesaka Funami Nivasse Sama Sambohi Nang Phapunisati. Dạ, tiên sư con xin hết. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Bát tha mô ca lu đa dí na ma át ma chô bồ thí sát ba xá ba bú chí tát xá ca bí la vát thú na gá răng a gá tăng bút thăng a ra thê sá tí tá a gá tô ết thá bí thăm măng đê xê tòa tâm hà căng nhà tá dô A rí giá pha la ní bà phú na bê sá tí a nàn đá ra chá cú ma rô bí bút thú bát thà cô phá quý sá tí. Con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Sa ha cha tô pu ca lô ra chá cú ma rê cha tê ya so tha ra ra cha cụ ma ri cha ananda ra cha cụ ma ro cha kalu da di na ma amicho cha channa sa ra khi cha kan thát ca so cha ma ha bồ thi rút khô cha cha tát so ni thi cụ phi yo cha tát minh di quả se pi cha ta a he sum I mê sát tá sa hạ chà tà nà mạ hồn tị. Con xin hỷ đọc. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo ạ. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo ạ. Con xin đọc con tên mình đấy ạ. Sa hạ gia tê số giá sô thả ra ra trả phú ma ti tác xá ra trả má hê si phá quýt xá tí chăm lá xa ra xa giá thi trả âm thả cô na mã ét sô trả quý ma na tô bắt tá cha giá tham năng tăng na thiết thanh tí cô thí sát tô ma ha Bồ thí rút khách xá khách tha ép tả nam tha quê toa quê xa khá phun ná ni đi quá xê thăm ma thăm bồ thí nha năng tá phú ní xa tí. Và thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bát tham mô ca lu đa di na ma a ma cho bồ thí sát ta sa pa pu chi ta sa ca pi la wa thu na ga rang a ga tang bu thang a ra te sa ti ta tha ga to e tha pi tham mang de sa toa tum ha kang na ta yo a ri ya fa la ni pa pu na pe sa ti a nang da ra cha ku ma ro pi bu thu pa tha ko fa wi sa ti. Bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời
cô tu nữ Diệu Bảo bỏ tay xuống ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê đọc bài. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sa ha cha to pu ka lo ra cha ku ma re cha te cha te ya so da ra ra cha ku ma ri cha ta an sa an da ra cha ku ma ro cha ma ri cha lu da yi na ma a ma cho cha cha na sa ra thi cha can tha ko na ma. Chana sarathi cha kanthakaso cha mahapodi rukho cha chattaso niti kumpiyo cha tasmin divase pi chata ahesum. Dạ con xin hết. Không còn ai nữa. Dạ không còn ai nữa hả sư? Rồi bây giờ đọc bận nữa ha, sẽ đọc bận nữa rồi qua học phần bài mới. Sa cha to pu ka lu ra cha ku ma ri cha ti ya so tha ra ra cha ku ma ri cha ananda ra cha ku ma ro cha ka lu dha yi na ma a ma cho cha khana sa ra thi cha Kanaka so chát Mahabhuti rukho chát Chata so niti kumpiyo chát Tasmin divase pi chata ahesu Ime sata sa chata nam mahonti Sa chate su yaso thara raja kumari Tasa raja mahesi hovisati Chana sarati chát Kanthako nama aso chát Vimana to bopaja yathanang tang na yisanti Bodhisattva maha bodhi rukha sahitha Atana pave toa ve sakha puname divase Sama sambodhi yanang pa kuni sati Pathammo kaludayi nama amayo bodhisattva sa Papuchita sa kapilavatu nakarang agatang Uthang arathe sati Tathagato ethapi Thammang desetoa Tumhakang Nyatayo ariyaphalani Papunape sati Ananda raja kumaropi Puthupathako pavisati. Rồi, bây giờ phần học phần bài mới. Ngoài mới mình sẽ học từ vựng. Ngoài mới bài số 12. Bài số 12 thì sau phần lịch sử mình có phần văn phạm, đó là phần tính từ. Rồi danh từ nam tính vị ngữ ý như là ý xí. Phần lịch sử thì chúng ta có một đoạn lịch sử ngắn ở đây. Sau ngày lễ thành hôn của thái tử, đức vua cho xây ba tòa lâu đài lộng lẫy, rộng lớn để sử dụng theo ba mùa, là mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ấn Độ thì có ba mùa thôi. Thái tử cùng công chúa sống rất hạnh phúc trong suốt 13 năm trong ba tòa lâu đài ấy. Lúc bây giờ công chúa Yasothara cũng đã sinh được một hoàng nam khôn nhu ngô túng tú tên là Rao Lát. Giờ sống trong cảnh cung hoàng địa ngọc, bên vợ đẹp và con thơ, nhưng Bồ Tát vẫn không đắm mình trong việc thọ hưởng ngũ dục. Vì thế không bao lâu thái tử đã ra đi xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Từ một vị vương tử, ngài trở thành một tu sĩ để tìm cầu chân lý. Với ước muốn, ta sẽ thuyết pháp khiến nhân thiên thoát khỏi sự sinh già bệnh và chết. Đây là phần đoạn lịch sử ngắn.
nói về thái tử sau khi xuất gia rồi sống chung với gia đình trong suốt 13 năm. Bây giờ chúng ta xem phần từ vựng, để đọc từ vựng ha. Đây, thái tử Sĩ Đạt Ta vào thăm vợ và con trước khi ra đi xuất gia. Rồi phần từ vựng. Ở đây chúng ta có một số từ vựng như sau. Thứ nhất, số quanh ná, ma giá vi ma ná, lâu đài bằng hoàng ha. Lâu đài bằng hoàng. Cà rê tí cho xây vi ma ná, hay là pa sa đá là lâu đài, hay là cung điện. Vitata là rộng, Mahanta là lớn, Pariya là vợ, Puttaka là con nhỏ, con thơ, Abhirupa là khôi ngô, Pachati, Pachati này là gì vậy? Sao nó có chữ này ta? Pachati là đắm mình ha, Pachati là đắm mình, Panchakama Guno là ngũ dục. Số quanh năm mới giáo vi màn á là lâu đài bằng vàng, cà rê tí là cho làm hay là cho xây, vi màn á hay là ba sa đá là lâu đài là cung điện, vi tha tá là rồng, ma han tá là lớn, phá đi dạ gia là vợ, bút tá cá là con thơ, a phi ru pá là khôi ngô, a pá chá tí là đấm mình, bánh chá ca má gú ná là ngũ dục. Rồi lần nữa, số quanh năm mới giáo vi màn á, cung điện bằng vàng, cà rê tí cho xây, vi màn á, pa sa đá là cung điện, vi tha tá là rộng, pa hình tá là lớn, pa ri gia là vợ, pu ta ca là con thơ, a phi ru pa là khôi ngô, a pa cha tí là đấm mình, pa in cha ca ma gu na là ngũ dục. Rồi bây giờ giơ tay lên để đọc phần trang đầu tiên này. Mời lớp giơ tay lên. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Su quang na ma giá vi ma na là lâu đài bằng vàng. Ca rê tí là cho xây. Vi ma na pa sa đá là lâu đài cung điện. Vi thách tá là rộng, má hăng tá là lớn, phá ri giá là vợ, phá ri giá là vợ, út tá cá là con thơ, áp pi rút bá là khôi ngô, áp bá chát tí là đắm mình, ban chát ca, má gu na là ngũ dục. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Mở mi chưa? Dạ, con xin đọc ạ. Su quan na ma ya vi ma na là lâu đài bằng vàng, ca rê tị cho xây, vi ma na và sa đa là lâu đài cung điện, vít tha tạ là rồng, mạ han tạ là lớn, pa ri già là vợ, puttako là con thơ, api ru pa là khối ngô, a pechati là đẳng mình, pành chắc cà mạ gụ nồ là ngũ dục. Con xin hiểu ạ. Và Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Suvana Maya Vimana là lâu đài bằng vàng, Kareti là cho xây, Vimana Pasada là lâu đài cung điện, Vithata là rộng,
Mahanta là lớn. Pariya là vợ. Puttako là con thơ. Apirupa khôi ngô. Apachati là đắm mình. Panchakamaguno là ngũ dục. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Suvanna Maya Quý Mana là lâu đài bằng vàng ạ. Kareti là cho xây. Quý Mana Pasada là lâu đài cung điện ạ. Quýt Cát Tá là rộng. Má Hành Tá là lớn. Phá Quý Ra Phá Quý Gia là Phá Quý Gia là vợ. Bút Tá Cô là con thơ. Áphí Rúp Á là khôi ngô. Apá Chát Tí là đắm mình. Panchá Ca Má Guno là ngũ dục ạ. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá nam đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Suvanamayavimana là lâu đài bằng vàng. Kareti là cho xây. Vimana hoặc Basada là lâu đài cung điện. Vithata là rộng. Mahata là lớn. Bhutako là con thơ. Abhirupa là khôi ngôi. Abhachati là đắm mình. Bhachakamagugu là ngũ dục. Giới xương sinh hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc một số từ vựng. Su Wana Má Giá Quy Ma Ná là lâu đài bằng vàng. Ca Rê Tí cho xây. Quý Ma Ná Ba Sa Đá lâu đài cung điện. Quý Thá Tá là rộng. Má Hành Tá là lớn. Phá Rí Gia là vợ. Bút Tá Cô là con thơ. Á Phí Rù Pá là khôi ngô. A Bách Chá Tí là đắm mình. Bành Chá Ca Má Gú Nô là ngũ dục. Con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Sư Vá Nài Mạc Giang Vi Mà Ná lâu đài bằng vàng. Kha Rê Tí Châu Say Vi Mạc Na Bát Sa Đá lâu đài cung điện. Vi thát tá rộng. Ma han tá là lớn. Phá ri gia là vợ. Bút tắc hồ là con thơ. Áp biết ru bác là khôi ngô. Áp bác giác tí là đắm mình. Ban chất kha mạc ru nô là ngũ dục. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá nan đi bỏ tay xuống. Xin mời Phật tử Kim Cúc đọc bài. Thưa sư xin đọc. Suvanna Maya Vimana là lâu đài bằng vàng. Kareti là cho xây. Vimana Basada là cung điện. Vithata là rộng. Má Hành Tá là lớn. Phá Rí Gia là vợ. Út Tá Cô là con thơ. Á Phí Rú Bá là khôi ngô. A Bách Chá Tí là đắm mình. Pan Chá Ca Má Gú Nô là ngũ dục. Thư sư xin hết. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Suvanna Maya Vimana
là lâu đài bằng vàng. Kariti là cho xây, cho làm. Vimana Pasada là lâu đài cung điện. Vithata là rộng. Mahanta là lớn. Pariya là vợ. Uttako là con thơ. Abhirupa là khôi ngô. Apachati là đắm mình. Pancha Kama Guno là ngũ dục. Dạ thưa sư, con xin hết. Tôi xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Su Quan Na Ma Giá Ví Ma Lá là cung điện bằng vàng. Ta Rê Tí là cho xây. Ví Ma Lá Ta Sa Đá là lâu đài cung điện. Vít Thá Tá là rộng. Ná Hâm Tá lớn. Thá Ví Gia vợ. Út Tá Cô con thơ. Áo Ví Vư Phá khôi ngô. Á Tách Chá Tí đắm mình. Đánh Chá Ta Má Vũ Nô là ngũ dục. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng đi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sú Quán Ná Ma Giá Quý Má Quý Ma Ná là lâu đài bằng vàng. Ca Rê Tí là cho xây. Quý Ma Ná Ba Sa Đa là Ba Sa Đá là cung, lâu đài cung điện. Quý Thá Tá là rộng. Má Hăng Tá là lớn. Pa Rí Giá là vợ. Út Bú Thá Cô là con thơ. A Phí Rú Bá, A Phí Rú Bá là khôi ngô. A Bá Chá Tí là đắm mình. Ban Chá Ca Má Vu Nô là ngũ dục. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê đọc bài. Thưa anh Mở Mi. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin lỗi vừa xong con chạy ra ngoài. Con xin đọc nè. Sú Vá Ná Ma Giá Rí Ma Ná là cung điện bằng vàng. Ca Rê Tí là cho xây. Quý Ma Ná Pa Sa Đá là rộng và lớn. Quý thá tá má hà tá là thứ sư là gì con quên. Má hà tá lớn phá lý chá phá đi già phá đi già dạ phá đi già là gì thứ sư là vợ chồng dạ út Uttako là con thơ. Á Phí Ru Pá là khôi ngô. Á Phí Ru Pá khôi ngô là khôi ngô tuấn tú. A Pá Chá Tí là không đắm mình. Panh Chá Ca Má Gu Na Nô là thứ sư là gì con quên. Ngũ dục. Là ngũ dục ạ. Dạ thưa sư, con hết. Dạ thưa sư, đã hết rồi, không còn bàn tay nào cần đọc nữa. Rồi giờ qua trang 2. Trang 2 mình có Dasaniya là đẹp. Dasaniya là đẹp. Muni là tu sĩ. Utu là mùa. Pariyasati là tìm cầu, tìm kiếm. Sacchathammo là chân lý. Devamanusa, nhân thiên.
chư thiên và loài người ấy, nhân thiên. Pamunjati là thoát khỏi. Yathi hoặc là Yathi là bệnh tật. Dasaniya là đẹp. Muni là tu sĩ. Utu là mùa. Pariyesati là tìm kiếm, tìm cầu. Sajathammo là chân lý. Devamanusat nhân thiên. Pamunjati là thoát khỏi. Yathi hoặc là Yathi là bệnh tật. Dasaniya là đẹp. Muni là tu sĩ. Utu là mùa. Pariyesati là tìm cầu, tìm kiếm. Sajathammo là chân lý. Devamanusat nhân thiên. Pamunjati là thoát khỏi. Yathi hoặc là Yathi là bệnh tật. Rồi giơ tay lên đọc câu trang số 2. Từ vần trang 2. Rồi xin mời. Dạ thưa sư, con thấy cái chữ là Pamunjati mà nghe sư đọc là Pamunjati, vậy là chữ nào đúng thưa sư? Pamunjati hay Pamunjati ở đây. Ở đây thì Pamunjati khiến thoát khỏi. Pamunjati tí hả? Khiến thoát khỏi. Pamunjati khiến thoát khỏi. Xin mời Phật tử mang. Xin mời Phật tử. Pamunjati thì dạng thông thường, còn cái này dạng thể sai bảo. Dạ. Xin mời Phật tử mang cái lá nan đi đọc bài. Dạ thưa sư, con xin đọc. Đá xanh ní giá là đẹp. Mú ní là tu sĩ. Cú tú là mùa. Ba rí dế sát tí là tìm cầu. Sát chá há mắt nô là chân lý. Sát chá thăm mô. Mắt thăm mô là chân lý. Đề phá man nú xá là nhân thiên. Ba môn chê tí là khiến thoát khỏi. Bia hí hoặc bia hí là sự bệnh như xương sinh hết. Dạ. Yeah. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Đá sán đi giá là đẹp. Mù ní là tu sĩ. Út tú là mùa. Pariye sát tí là tìm cầu. Sắc chá thâm mô là chân lý. Đê quá manusa là nhân thiên. Pamunjati là khiến thoát khỏi. Gia tí hoặc là bia thí là sự bệnh. Dạ bà sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Đá xá ni giá là đẹp. Mu ní là tu sĩ. Ú tú là mùa. Pa rí dê sa tí là tìm cầu, tìm kiếm. Sắc chá tha mô là chân lý. Đề quá má đứ xá là nhân thiên. Âm minh chê tí là thoát khỏi. Qua ý qua thí hoặc là gia thí là bệnh tật ạ. Dạ con xin hết ạ. Nhưng mà Phật tử Kim Phúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Đá xá ni giá là đẹp. Bú lý là tu sĩ. Ú tú là mùa. Pariyesati Pariyesati là gì? Quên rồi sư. Tìm kiếm. À, tìm kiếm. Sắc chá thâm mô là chân lý. Deva má nú xá là thiên nhân. Pamunjati là thoát khỏi. Vyathi hoặc là Vyathi. Vyathi và Vyathi là sự bệnh. Thưa sư xin hết.
xin mời Phật tử Huyền. Con xin đọc ạ. Tassa niya đẹp, Muni tu sĩ, Utu mùa, Pariyasati tìm cầu, Sakya thamo chân lý, Dewa manusa nhân thiên, Pamunjeti khiến thoát khỏi, Yathi biyathi sự bệnh bệnh tật. Con xin hiểu ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Tassa niya là đẹp, Muni là tu sĩ, Ú tú là mùa, Pariyasati là tìm kiếm, Sacca thammo là chân lý, Dewa manusa là nhân thiên, Pamunjeti là khiến thoát khỏi, Viyathi biyathi sự bệnh. Con xin hết. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tassa niya là đẹp, Muni là tu sĩ, Utu là mùa, Pariyasati là tìm cầu, Sakya thammo là chân lý, Devana nusa là nhân thiên, Pamun chi tí là thoát khỏi, Gia thi và gia thi là bệnh tật. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tassa niya là đẹp, Muni là tu sĩ, Utu là mùa, Pariyasati là tìm cầu, Sacca thammo là chân lý, Deva manusa là nhân thiên, Pamunjeti là thoát khỏi, Yadi Yati là bệnh tật. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Tassa niya là đẹp, Muni tu sĩ, Ú tú là mùa, Pariyasati tìm cầu tìm kiếm, Sakka thammo chân lý, Deva manusa nhân thiên, Pamunjeti là thoát khỏi, Yathi là bệnh tật. Cái chữ đó đọc sao thật thôi. Yathi. Quá. Yathi. Cái chữ vừa đó, chữ vừa trước là con đọc thành chữ va pi. Nghĩa là pha pi. Yathi. Dạ, cảm ơn ạ. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Đắc xa ni giá là đẹp, Mũ ní tu sĩ, Ú tú mùa, Ba ví dê tạ tí, tìm cầu tìm kiếm, Sắc giá thâm mô chân lý, Đê quả lá nước xá nhân thiên, bả mung chê tí thoát khỏi, quá giá thí hoặc là giá thí là bệnh tật. Tôi xin xin hết ạ. Tôi xin mời Phật tử Quyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Đá xá ni giá là đẹp, Muốn ní là tu sĩ, Ú tú là mùa, Phá thí dê sa tí là tìm cầu, Sắc cá đam mô là chân lý, Đế quá má nút xá là nhân thiên, Pamun chê tí là thoát khỏi, Quy gia phí và bia thí là bệnh tật. Dạ thưa sư con hết.
Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Đá xá ni giá là đẹp. Mú ní là tu sĩ. U tú là mùa. Ba rí dê xá tí là tìm cầu. Xá chá thăm mô là chân lý. Đê quá má xú lú xá là nhân thiên. Bá muôn chê tí là kiến thoát khỏi. Quy gia thí bì gia thí là sự bền. Đã thưa sư con xin hết ạ. Là cô nữ dự báo đã học chưa ạ? Chưa rồi. Dạ mời cô bỏ tay xuống. Dạ xin mời Phật tử Thanh Trà. Con xin đọc ạ. Đắt dạ nì dạ đẹp mu nị tu sĩ u tụ mùa ba dị dề sa tị tìm kiếm tìm cầu sách dạ tham mồ chân lý đề quạ đề quạ mã nút sạ đề quá ma nút sạ là nhân thiên. Pa môn kê tị là khiến phạt khỏi. Vi gia thị hay là bi gia thị là bành sư bành ạ. Con xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đạo ạ. Bát xá ni giá là đẹp, mú ní là tu sĩ, ú tú là mùa, ba rí dê xá tí là tìm cầu, sách chá tham má là chân lý, đế quá ma nút xá là nhân thiên, bá môn chê tí là khiến thoát khỏi, quý gia thí, bí gia thí là sự bậy. Dạ con xin hãy nha. Sư đã không còn người đọc nữa. Rồi bây giờ là phần tự vận là bao nhiêu đó. Giờ chúng ta học văn phạm một tí nha. Văn phạm thì qua phần bài học. Giờ trong bài học mình có hai phần văn phạm. Thứ nhất là phần tính từ, thứ hai là năm từ, danh từ năm tánh bị ngược ý chỉ là ý xí. Bây giờ mình sẽ học danh từ năm tánh trước. Hôm trước mình đã học danh từ năm tánh vị ngữ gì ạ? Có còn nhớ không? Còn nhớ không? Hôm trước mình học danh từ năm tánh vị ngữ gì? Năm tử á. Vị ngữ á, đúng rồi. Vị danh từ nữ tánh thì vị ngữ a. Danh từ tuyên tính cũng là vị ngữ á. Hôm nay thì mình học thêm một dạng danh từ năm tánh nữa. Giờ coi cái bảng chia của nó. Đây là chữ B, đây là chữ C. Đây là bảng chia danh từ năm tánh về người ý. Mình có chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xí, ý xá vô. Đối cách số ít ý xí, số nhiều ý xí, ý xá vô. Sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý xí, ý xí, phí. Chỉ định cách số ít ý xí nô, ý xí xá. Tư nhiều ý xí năng. Sư sư cách số ít ý xí na, ý xí ma, ý xí ma. Tư nhiều ý xí hi, ý xí phí. Sở thủ cách số ít ý xí nô, ý xí xá. Tư nhiều ý xí năng. Định sư cách số ít ý xí hi, ý xí minh. Tư nhiều ý xí xú. Hồ cách số ít ý xí, tư nhiều ý xí, ý xí yêu. Rồi, coi lại lần nữa. Chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xí, ý xa vô. Đối cách số ít ý sinh, số nhiều ý xí, ý xa vô. Sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý xí, ý xí phí.
chỉ đừng các số ít isino isisa số nhiều isinan số sư các số ít isina isimha isisma số nhiều isihi isipi sở thuộc các số ít isino isisa số nhiều isinan đừng sợ các số ít isimhi isismin số nhiều isisu hồ các số ít isi số nhiều isi isayo. Giờ sư sẽ đăng cái bản công tác cho mình tập chia ha. Lớp có thấy cái bản này chưa? Thấy chưa? Dạ thưa thấy rồi sư. Dạ thấy rồi. Rồi bây giờ nghe đọc lại cái bản này rồi mình tập chia theo cái bản này ha. Bản này là bản công tác. Chủ các số ít isi, số nhiều isi. À đây mình có này. Bản nguyên cách của danh từ năm tánh vị ngữ ý như là ý xí. Bây giờ mình sẽ bỏ cái chữ cuối này ra, chữ ý cuối này ra để ghép với cái đuôi của bản này thì mình sẽ được chỗ các số ít là ý xí, số nhiều ý xí, ý xay vô đối các số ít ý sinh, số nhiều ý xí, ý xay vô sử dụng các số ít ý xí na, số nhiều ý xí, hi, ý xí, hi chỉ định các số ít ý xí no, ý xí xá, số nhiều ý xí năng số sư các số ít isi na isi ma isi sama số nhiều isi hi isi phi sở thuộc các số ít isi no isi sa số nhiều isi năng đừng sở các số ít isi hi isi mình số nhiều isi su hồ các số ít isi số nhiều isi isayo. Rồi lần nữa hồ các chủ các số ít isi số nhiều isi isayo đối các số ít isin suy nhiều isi isayo sử dụng các số ít isina suy nhiều isi hi isipi chỉ định các số ít isino isisa suy nhiều isinan sử dụng các số ít isina isimha isisma suy nhiều isi hi isipi sở thuộc các số ít isino isisa suy nhiều isinan đừng sở các số ít isim hi isismin suy nhiều isisu hồ các số ít isi số nhiều isi isayo. Rồi giờ mình giơ tay lên tập chia cái bản này dành từ năm tánh vị ngữ ý như là isi. Ai chia được giơ tay lên. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin chia danh từ nam tính tổng cùng bằng y ý bằng dạ tổng cùng bằng ý ạ. Chủ cách ở danh từ ít xí ạ, chủ cách là ít xí số ít, chủ cách số ít là ít xí, số nhiều ít xí ít xây vô đối cách số ít ít sinh, số nhiều ít xí ít xây vô sử dụng cách số ít ít xí na ít xí na ít xí na số nhiều ít xí hí ít xí phí chỉ định cách số ít ít xí no ít xí xá số nhiều ít xí năng xuất xuất cách số ít ít xí na Isina, Isina, Isimha, Isisma, số nhiều, Isihi, Isifi, sở thuộc các số ít, Isino, Isisa, Isisa, số nhiều, Isinang, định sở các số ít, Isimhi, Isimhi, Isismin, số nhiều, Isisu, hồ cách, Isi, số ít, Isi, số nhiều, Isi, Isayo. Dạ con xin hết ạ. À tốt. Nhưng mà Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ ý như ý xí, chủ cách số ít ý xí, số nhiều là ý xí, Isayo đối cách số ít ý sinh, số nhiều là ý si, ý sa vô. Sử dụng cách số ít, ý si na, số nhiều là ý si hí, ý si phí. Chỉ định cách số ít là ý si no, ý si xá, số nhiều là ý si năng. Xuất xứ cách số ít là ý si na, ý si ha, ý si ma, số nhiều, ý si hí, ý si phí. Sở thuộc cách số ít, Isino, Isisa, số nhiều là Isinang. Định sở cách số ít là Isimhi, Isismin, số nhiều là Isisu.
Hô cách số ít là ý xí, số nhiều ý xí, ý xa vô. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc một số danh từ ý xí. Chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xí, ý xa vô. Đối cách số ít ý sinh, số nhiều ý si, ý xá vô. Sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý si hí, ý si phí. Chỉ định cách số ít ý si nô, ý si xá, số nhiều ý xa năng, ý si năng, ý si năng. Xuất xứ cách số ít ý xí na, ý xìm ha, ý xí ma. Số nhiều ý xì hí, ý xì phí. Sở thuộc cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xì năng. Định sở cách số ít ý xìm hí, ý xì min, ý xì số. Hô cách số ít ý xí, số nhiều ý xì, ý xá vô. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xì, ý xá vô. Đối cách số ít ý xì, số nhiều ý xì, ý xá vô. Sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý xí hí, ý xí bí. Chỉ định cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xí năng. Ý xí cách năng ở số nhiều thì mình trường âm đó lên, trường âm lên. Dạ, ý xí năng, số nhiều ý xí na, ý xí ha, ý xí ma. Số nhiều ý xí hí, ý xí bí. Ý xí hí, ý xí bí. Ý xí hí, ý xí bí. Sở thủ cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xí năng. Chỉ định cách, định sở cách số ít ý xí hí, ý xí minh, số nhiều ý xí xú. Hồ cách số ít ý xí, số nhiều ý xì, ý xá vô. Dạ thưa sư, con xin hết. Phật tử mang cái lá nành đi. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ các số ít ý xí, số nhiều ý xì, ý xá vô. Nói các số ít ý xì, ý xì, ý xá vô. Sử dụng các số ít ý xí na, ý xí hí, ý xí bí. Chỉ định cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xí năng. Xuất xứ cách số ít ý xí na, ý xí ha, ý xí ma. Số nhiều ý xí hí, ý xí bí. Sở thuộc cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xí năng. Định sở cách số ít ý xí hí, ý xí min, số nhiều ý xí min, số nhiều ý xí xú. Hô cách số ít ý xí, số nhiều ý xí, ý xa vô. Dạ sư xin hết. Mời Phật tử Phương Phi ạ. Dạ con xin đọc chủ cách số ít ý xí, số nhiều ý xì, ý xá vô. Đối cách số ít ý xìm, số nhiều ý xì, ý xá vô. Sử dụng cách số ít ý xí na, số nhiều ý xí hì, ý xì bí. Chỉ định cách số ít ý xí nô, ý xí xá, số nhiều ý xí năng. Xuất xứ cách số ít ý xí na, ý xìm ha, ý xí ma. Số nhiều
Isi hi, isi bi, sở thủ cắt, số ít, isi no, isi xá, số nhiều, isi năng, định sở cắt, số ít, isim hi, isis min, số nhiều, isi su, hô cắt, số ít, isi, số nhiều, isi, isa yo. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc danh từ nam tính vị ngữ ý. Chủ cách số ít là ý xí, số nhiều là ý xì, ý xây vô. Đối cách số ít là ý xin, số nhiều là ý xì, ý xây vô. Sử dụng cách số ít là ý xí na, số nhiều là ý xì hí, ý xì phí. Chỉ định cách số ít là ý xí nô, Isisa, số nhiều là Isinang. Xuất xích cách số ít là Isina, Isimha, Isisma, số nhiều là Isihi, Isifi. Sở thuộc cách số ít là Isino, Isisa, số nhiều là Isinang. Định sở cách số ít là ý xin hí, ý xin min, số nhiều là ý xì số. Hô cách số ít là ý xí, số nhiều là ý xì, ý xe vô. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Chủ cách số ít, ý xí, số nhiều, Isi, Isayo, đối cách, Isin, số nhiều, Isi, Isayo, sử dụng cách số ít, Isina, số nhiều, Isihi, Isipi, chỉ định cách số ít, Isino, Isisa, số nhiều, Isinang, xuất xứ cách số ít, Isina, Isimha, Isisma, số nhiều, Isithi, Isispi, sở thuộc cách số ít, Isino, Isisa, số nhiều, Isinang, sở định cách số ít, Isimhi, Isismin, số nhiều, Isisu, hô cách số ít, Isi, số nhiều, Isi, Isayo. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Thị Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ vị ngữ ý như là ý xí ạ. Chủ cách số ít, ý xí, số nhiều, ý xì, ý xa dô. Đối cách số ít, ý xì, số nhiều, ý xì, ý xa dô. Sử dụng cách số ít, ý xí na, số nhiều, ý xí hí, ý xí xí. Chỉ định cách số ít, ý xí nô, ý xí xá, số nhiều, ý xí năng. Xuất xứ cách số ít, ý xí na, ý xí xá, ý xí ma, số nhiều, ý xí hí, ý xí xí. Sở thuộc cách số ít, ý xí nô, ý xí xá, số nhiều, ý xí năng. Chỉ định sở cách số ít, ý xin hí, ý xích mình, nhiều, ý xí số, hô cách, số ít, ý xí, số nhiều, ý xí, ý xá dô. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Thưa sư đã hết rồi ạ. Dạ, còn 10 phút mình sẽ ôn lại cái bản chia danh từ 5 tấn ha. Chia danh từ năm tánh bị người ác. Đây là bản chia danh từ năm tánh bị người ác. Bây giờ mình sẽ chọn danh từ nào đó mà nó là bị người ác. Chưa thấy. Để chia thử. Dạ, thấy để ôn lại thử ha.
Ví dụ như sư chọn tapasa thì chủ cách sửa tapaso, sư nhiều tapasa, đối cách sửa tapasa, sư nhiều tapasi. Sử dụng cách sửa tapasi na, sư nhiều tapasi hi, tapasi phi. Chỉ định cách sửa tapasa ya, tapasa sa, sư nhiều tapasa na. Sư cách sửa tapasa, sư nhiều tapasa ha, tapasa ma, sư nhiều. Sư nhiều tapasi hi tapasi phi sở thủ cách số ít tapasasa sư nhiều tapasana định sở cách số ít tapasi tapasam hi tapasasmi sư nhiều tapasi su hồ cách số ít tapasa tapasa sư nhiều tapasa. Nhưng cái này ôn lại thôi, tại còn thời gian mình ôn lại một tí. Bây giờ ai chia được bản này, ai nhớ ôn lại chọn một danh từ nào đó ha. Chúng ta là đó ở dạng 5 tấm rồi tập chia nữa. Nhưng mà Phật tử hả ông Nguyễn? Dạ bạch sư, con xin chia danh từ 5 tấm. Manusa là nhân loại ạ. Dạ thưa sư, con xin chia chủ cách số ít manusso, số nhiều manusa, đối cách manusang, số nhiều manusse, sử dụng cách số ít manusse ná, số nhiều manusse hí, manusse phí, định sở cách số ít manusa giá, manusasasá, số nhiều manusa năng, xúc xứ cách manusa Manusamha, Manusasma, số nhiều Manusse hí, Manusse phí, sở thuộc cách số ít Manusasá, số nhiều Manusanang, định sở cách Manusse Manusamhí, Manusasming, số nhiều Manusse số hô cách Manusá, Manusa, số nhiều Manusa. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ năm tính. Chữ vị ngữ Á và chữ cha ná là người. Chữ gì? Dạ cha ná là người á sư. Đó là cha nó là người, chỉ là chữ cha ná. Cha ná, dạ. Chủ cách số ít cha nô, số nhiều cha na, đối cách số ít cha năng, số nhiều cha nê, sử dụng cách số ít cha nê số a cha nê, sử dụng cách số ít cha nê ná, số nhiều chá nê hí, chá nê phí, chỉ định cách số ít chá na giá, chá ná xá, số nhiều chá na năng, xuất xứ cách số ít chá na, chá năm ha, chá asma, số nhiều chá ná xá, số nhiều chá nê hí, chá nê phí, sở thuộc cách số ít chá ná xá, số nhiều chá na năng, định sở cách số ít chá nê, chá năm hí, chá nasmin, số nhiều chá nê xú, hô cách số ít chá na, số nhiều chá na. Con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính Gotama là Đức Phật Cô Đàm. Dạ chủ cách số ít là Gotamo, số nhiều Gotama, đối cách số ít
Gotamang. Số nhiều, Gotame. Gotame. Sử dụng cách số ít, Gotame na. Nhà báo thì ông ấy phải biết nhiều đấy. Gotame hi. Gotame hi. Xin mời Phật tử các tường các mít. Chỉ định các số ít. Gotame sa. Gotama sa. Chỉ định các số ít. Gotame ya. Gotama sa. Số nhiều. Gotama nang. Xuất xứ các số ít. Gotama. Gotama ha. Gotama sa. Số nhiều. Gotame hi. Gotame pi. Sở thuộc các số ít. Gotamasa. Số nhiều. Gotamanang. Sở định các số ít. Gotame. Gotamamhi. Gotasatmin. Gotamasmin. Gotamasmin. Số nhiều. Gotamesu. Hầu các số ít. Gotama. Gotama. Số nhiều. Gotama. Dạ. Thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Con xin chia đồng danh từ sắc tá. Chủ các số ít, sắc tô, số nhiều, sắc ta. Đối các số ít, sắc tam, số nhiều, sắc tê. Sử dụng các số ít, sắc tê ná, số nhiều, sắc tê hí, sắc tê bí. Chỉ định các số ít, sắc tát giá. Sắc tát sát, số nhiều, sắc tát nam. Xuất xứ cấp, số ít, sắc ta, sắc tam ha, sắc tát ma. Số nhiều, sắc tê hí, sắc tê bí. Sở thủ cấp, số ít, sắc tát xa. Số nhiều, sắc tát năng. Định sở cấp, số ít, sắc tê, sắc tam hí, sắc tát min. Số nhiều, tất tê số, hồ cách số ít, sát tà, sát tá, số nhiều, sát tà. Con xin hết. Em xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia danh từ sắc chá thăm má. Chủ cách số ít. Sắc chá thăm mô, số nhiều là sắc chá thăm ma. Đối các số ít, sắc chá thăm măng, số nhiều sắc chá thăm mê. Sử dụng các số ít, sắc chá thăm mê ná, số nhiều sắc chá thăm mê hí, sắc chá thăm mê phí. Chỉ định các số ít, sắc chá thăm ma giá, sắc chá thăm mát xá, số nhiều sắc chá thăm ma năng. Xuất xứ cá số ít, sắc chá thăm ma, của sắc cá thăm ma, sắc cá thăm măng hà, sắc cá thăm mát ma. Số nhiều, sắc cá thăm đê phí. Con đọc lại, sắc chá thăm mê hí, sắc chá thăm mê phí. Sở thuộc các số ít, sắc chá thăm mát xá, số nhiều, sắc chá thăm ma năng. Định sở các số ít, sắc chá thăm mê, sắc chá thăm măng hí, sắc chá thăm mát min. Số nhiều, sắc chá thăm mê xú, hô cách, sắc chá thăm má, sắc chá thăm ma. Số nhiều, sắc chá thăm ma. Rồi thôi, giờ mình tạm bao nhiêu đây đi, rồi nghỉ ha. Pha thì mình sẽ học tiếp phần tâm hàm còn lại. Rồi nghỉ, rồi bây giờ mời lớp nghỉ. Cô bước nhiên lên nữa ấy, cho lớp. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã bỏ thời gian ra giảng dạy cho chúng con ạ. Kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui và được nhiều thành tựu trên con đường tu tập.
Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh Hồi Hướng Phước Hướng Chư Thiên. Xin mời cô tu nữ. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên trong room, trong lớp học, xin đọc bài kinh Hồi Hướng Đến Chư Thiên. Akasattha cha pammatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu sirang rakhantu sasanam. Akasattha cha pammatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu sirang rakhantu no karu. Akasattha cha pammatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha cha pammatha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasattha cha pammatha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakhantu no sada. Idang vatano bunyang asawa kaya wahang hon tuana gate kali. Sa thú. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc và xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Xin mời lớp nghỉ. Chúc sư ngủ ngon. Rồi.